Listen up. It's time to make America great again. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back. Bigger and better and stronger than ever before. And we will make America great again. To tell the truth, what's a country coming to that's already gone to hell? Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu VNATV573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay là tin tức diễn đàn trái chiều do tác giả Vũ Linh biên soạn. Xin mời quý vị cùng nghe. Đầu tiên chúng ta nói về tin bệnh dịch coronavirus. Số nhiễm và chết vẫn tiếp tục gia tăng, nhưng tỷ lệ gia tăng số người bị nhiễm đã giảm hơn một nửa so với cách đây một tháng, từ 14.4% xuống còn 6.4%. Tỷ lệ gia tăng số người chết vẫn lảng vảng ở mức 4%. Tỷ lệ khỏi vẫn tiếp tục leo thang, bây giờ lên tới gần 54%. Thống đốc dân chủ của tiểu bang Minnesota đã chính thức thu hồi sắc lệnh cấm không được sử dụng thuốc hydroxychloroquine để trị dịch COVID. Thuốc này được biết là thuốc trị sốt rét. Trước đây đã được Tổng thống Trump thắc mắc, nêu tên, hỏi bác sĩ, sau đó bị truyền thông dòng chính xúm lại đánh tơi bời. Tố là thuốc này khiến người chết nhiều và Tổng thống Trump đã suối bậy dân. Minnesota là tiểu bang thứ hai sau Ohio chính thức cho phép các bác sĩ và bệnh viện dùng thuốc này trị COVID. Kẻ này đang chờ các cụ tị nạn cuồng chống Trump gửi email tố thống đốc Minnesota tiếp tay với Trump giết dân. Dù vậy, diễn đàn trái chiều kêu gọi quý vị không thể tự ý uống mà cần phải hỏi bác sĩ cho đúng liều lượng. Bản tin tiếp theo nói về đại hội của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đã chính thức khai mạc đại hội hôm thứ Hai đầu tuần. Đây là đại hội độc đáo chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ vì bị dịch COVID đánh. Hội trường của đại hội chỉ có lác đác vài ba chuyên viên kỹ thuật và một bà MC, trong khi trên sân khấu có một màn ảnh khổng lồ để truyền hình lại diễn văn các quan chức đọc tại những nơi khác. Đại hội năm nay không giống bất cứ năm nào khác, không kèn, không trống, không cờ, không quạt, không có cử tri quần xanh áo đỏ, hò hét vỗ tay reo mừng. Diễn văn đều đọc qua TV, chẳng ai biết bao nhiêu người coi, chẳng nghe một người nào vỗ tay cả. Nói chung, cả bốn đêm đều chán hơn cơm nếp nát, hết diễn văn này tới diễn văn khác. Mỗi tối cả mấy chục người, người nào cũng ca một bài ca con cá vàng xỉ vả Tổng thống Trump, giống như một cuộc thi tuyển lựa xem ai chửi Trump hay nhất. Ngày đầu 17 tháng 8 năm 2020, vì là ngày đầu tiên tưng bừng khai trương nên các quan khách được mời đọc diễn văn đều khá quan trọng. Nhiều lắm, nhưng tóm lại có bốn nhân vật quan trọng nhất. Cụ Bernie Sanders được ưu đãi để kiếm phiếu của khối cử tri trẻ cấp tiến cực đoan của ông. Thống đốc Andrew Cuomo của New York, tiểu bang lớn nhất, ông Cuomo được đưa ra để bào chữa cho việc New York phá kỷ lục về số người chết vì COVID. 33.000 người. Quái lạ thay, ông thống đốc tố cáo Tổng thống Trump chính là thủ phạm để COVID phát tác mạnh trong tiểu bang của ông. Nghe giống như Tổng thống Macron của Pháp tố cáo ông chủ tịch Liên Âu là thủ phạm để COVID tấn công Pháp vậy. Chính trị gia có cái nghệ thuật là luôn đấm ngực khi có chuyện tốt và xỉa tay đổ thừa những chuyện xấu. Cựu thống đốc Ohio là ông Cộng hòa John Kasich, có ít nhất là bốn ông bà tai to mặt lớn phản đảng của Cộng hòa được đưa ra trình diễn, trong đó có ông Kasich là nổi nhất. Ông này năm 2016 ra tranh cử tổng thống nhưng đã rút lui vì chỉ được có 6% cử tri đoàn Cộng hòa của đúng một tiểu bang nhà Ohio mà thôi.
CNN nhận định năm nay Đảng Dân Chủ đưa ra khá nhiều khuôn mặt Cộng Hòa trong một cố gắng mua chuộc khối cử tri Cộng Hòa phản đảng hay là ghét Tổng thống Trump. Ngôi sao chính của đêm là bà Michelle Obama, được cả khối truyền thông dòng chính phủ phục xuống, tung hô là người đã làm cho cái đêm đại hội tỉnh ngủ, vì trước đó cả nước ngủ gật khi theo dõi trên TV. Xin thành thật khai báo, kẻ này không rảnh, chẳng coi TV tới một phút, mắc coi phim Mễ bắn nhau trên Netflix hấp dẫn hơn nhiều. Tung hô tới đâu không biết, chỉ biết ngày hôm sau. Hãng thông tấn AP chỉ trích bà Michelle sai lầm khi công kích việc trẻ con di dân bị Tổng thống Trump bắt nhốt vào củi sắt. AP xác nhận củi sắt là sáng kiến được Tổng thống Obama tạo ra. Tổng thống Trump chỉ tiếp tục chính sách của Obama thôi. Châm ngôn của bà Michelle là "They go low, we go high", chỉ là phịa. Châm ngôn chủ đạo thật là "They lie a little, we lie a lot more". Ngày thứ nhì, 18 tháng 8 năm 2020, là ngày tương đối nhàm chán, thua ngày đầu. Vẫn cả chục ông bà được cho lên trả bài lạm nhảm. Đặc biệt đang nói là cựu Tổng thống Bill Clinton, ngôi sao lu mờ của Đảng Dân Chủ, được nhét vào ngày này cho nói đúng 5 phút. Cùng phát biểu với ông Tổng thống hụt John Kerry, ông tướng da đen phản đảng Colin Powell và cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez, cô này được cho nói đúng 1 phút và dõng dạc đề cử cụ Sanders. Truyền thông dòng chính vội vã giải thích đó chỉ là chuyện thủ tục biểu quyết. Một show với toàn kép hạng B và C, truyền thông dòng chính ghi nhận cựu thần tượng Bill Clinton thực sự đã rớt đài, xuống làm vai phụ. Ông năm nay 74 tuổi mà coi gầy yếu già sọm, nói muốn không ra hơi. Không có gì đáng nói, kẻ này coi TV được chừng 10 phút, ngủ gật hồi nào không hay. Mất coi đoạn cuối khi các tiểu bang nhất tề bỏ phiếu cho cụ Biden bằng cách tung hô không cần đếm phiếu. Ngày thứ ba, 19 tháng 8 năm 2020, là ngày hấp dẫn nhất. Với những đại danh ca hàng đầu Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Kamala Harris và Barack Obama. Bà Pelosi hùng hổ tố cáo Thượng nghị sĩ Mitch McConnell hợp tác với Tổng thống Trump để cản không cho Đảng Dân Chủ thực hiện được chương trình của Đảng Dân Chủ. Vậy sao? Như vậy xin đa tạ ông McConnell và Tổng thống Trump. Bà Hillary giờ này vẫn còn cay cú, nhắc lại bà hơn Trump 3 triệu phiếu mà vẫn không được vào Tòa Bạch Ốc. Bà Kamala Harris lớn tiếng khẳng định rằng không có thuốc nào có thể phòng ngừa hay trị bệnh kỳ thị. Vậy sao? Như vậy chính bà Harris bắt quả tang cụ Biden năm xưa kỳ thị, không chấp nhận da trắng da đen đi chung xe bus đi học. Thuộc loại kỳ thị không thuốc chữa, vậy sao bây giờ bà lại chịu chung giường với cụ Biden? Quen thói xây dựng sự nghiệp kiểu Tây gọi là promotion canape rồi say sao? Thành ngữ Tây do một độc giả Tây giấy cung cấp. Tổng thống Obama, báo Washington Post ngạc nhiên khi Tổng thống Obama phá lệ. Trong lịch sử Mỹ, chưa có một tổng thống nào công khai xỉ vả người kế nhiệm như Tổng thống Obama. Vậy sao? Đó có phản ảnh khác biệt văn hóa và tư cách giữa một anh tổ chức cộng đồng Obama và tất cả các tổng thống khác không vậy? Cả đảng đang cố gắng vực dậy cụ ngái ngủ Joe Biden. Ngày thứ Tư, 20 tháng 8 năm 2020. Một lô ca sĩ phụ như Thượng nghị sĩ da đen Cory Booker, tỷ phú Bloomberg, anh đồng tính Buttigieg, chú Ba Giang, bà nghệ sĩ gốc Tom Yum, Tammy Duckworth. Nhưng chắc không có tới một khán giả TV nào nhớ họ nói cái gì. Ca sĩ chính của Biden hát karaoke, tức là đọc nguyên văn bài các phụ tá đã viết từ lâu trên tấm kính trước mặt, và cụ có dợt mấy chục lần để tránh cả lâm khi đọc. Một mình dưới hầm nhà cụ trong nửa tiếng đồng hồ, tuyệt đối không có một điểm gì mới lạ, độc đáo, thu hút, nhạt hơn cả nước lã. Kẻ này có được đúng 3 phút 17 giây 9 khắc rưỡi thì ngáy pho pho. Hôm sau đọc báo mạng thấy CNN ca tụng đây là bà diễn văn hùng hồn, sống động hay nhất trong hơn nửa thế kỷ đọc diễn văn của cụ Biden. Cụ Biden mị dân nói láo và hứa cuội. Đêm cuối cùng của Đại hội Đảng Dân Chủ, cụ Biden đọc diễn văn nhận đề cử của đảng. Dài nửa tiếng, đọc từ trong hầm dưới nhà của cụ tại Delaware. Truyền thông dòng chính dĩ nhiên phủ phục xuống tung hô như đây là bài diễn văn hùng hồn, sống động, truyền cảm, nhân ái, hay nhất trong cuộc đời chính trị của cụ Biden. Có thể đúng là bài diễn văn hay nhất các phụ tá của cụ Biden soạn được thật, vì cụ này từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ nổi tiếng có tài viết hay đọc diễn văn hay. Ngoại trừ đúng một lần năm 1988, diễn văn của cụ được cả nước khen hay.
để rồi lòi ra là cụ chôm gần nguyên bài từ một diễn văn của ông chính khách người Anh Neil Kinnock. Dưới đây là vài nhận định ngắn gọn. Cụ mở đầu bằng cách trích dẫn một câu nói của bà Ella Baker, một bà đen thập niên 1960, nổi tiếng trong phong trào dân da đen Black Power, nổi loạn chống kỳ thị và chống chiến tranh Việt Nam. Xác nhận sách lược của Đảng Dân Chủ hiện nay là đội dân da đen lên đầu là cách duy nhất kiếm phiếu cho cụ Biden. Cụ xác nhận lại những chính sách cực đoan nhất của phe cấp tiến, trong đó có việc phá hủy tường biên giới Mỹ, không biết có phá luôn tường của các Tổng thống Clinton và Obama xây không. Hợp thức hóa tất cả di dân lậu, cấp bảo hiểm y tế và trợ cấp cho tất cả di dân lậu, vân vân. Cái bánh trợ cấp không lớn ra được, mà có nhiều người ăn thì phần của mỗi người bắt buộc sẽ phải nhỏ đi bớt. Các cụ tị nạn chuẩn bị tinh thần nếu thấy tiền trợ cấp, SSI, Medicare, Medicaid, Medicare bị cắt giảm khi cần chia cho hơn 12 triệu di dân lậu. Cụ tố cáo Tổng thống Trump giảm thuế tặng cho nhà giàu 1.300 tỷ đô. Lập luận Mỹ dân đã được phe ta nhai đi nhai lại cả mấy năm nay. Câu hỏi mà cụ Biden và phe cấp tiến không bao giờ nêu lên vì không dám trả lời là 1.300 tỷ đó đi đâu? Có hai chỗ đi. Thứ nhất, các nhà giàu nhai và nuốt mấy tờ giấy tiền đó vào bụng, rồi đi vào toilet cho nó ra. Nhưng cái khổ là tiền đô la Mỹ rất khó nhai và nuốt, và nhất là bao tử không tiêu hóa được. Và thứ hai, dùng tiền đó phần lớn là cất giấu trong ngân hàng ngoài nước Mỹ, mang về Mỹ để mở hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân, phát triển kinh tế Mỹ, bớt lệ thuộc vào hàng nhập cảng, đặc biệt là hàng từ Trung Cộng. Chẳng hạn mai này có đại dịch nào nữa, sẽ không phải mua máy thở, mặt nạ, găng tay, thuốc từ Trung Cộng nữa, vì Tổng thống Trump đã cho mở hãng xưởng sản xuất những thứ đó từ Mỹ, chứ không gia công cho Trung Cộng như Tổng thống Obama đã làm nữa. Cụ hùng hồn tố Tổng thống Trump là người trực tiếp chịu trách nhiệm về chuyện hơn 5 triệu người bị nhiễm dịch COVID, khiến hơn 170.000 người chết vì Trump lơ là, chậm chạp và bất tài. Điều cụ Biden nói có lẽ hơi vì hơi đãng trí, quên không nhắc là Tổng thống Trump lấy biện pháp đầu tiên ngày 6 tháng 1 năm 2020, khi cho CDC cảnh báo dân Mỹ không nên đi du lịch tàu vì có nạn dịch Vũ Hán. Để rồi cụ Biden 3 tuần lễ sau vẫn khẳng định không có lý do gì là không du lịch đến Trung Cộng. Tới ngày 31 tháng 1 năm 2020, Tổng thống Trump ra lệnh cấm du khách tàu vào Mỹ. Ngay ngày hôm đó, cụ Biden dõng dạc tố cáo Trump bài ngoại điên cuồng và hù dọa dân. Phần còn lại là một chuỗi dài bánh vẽ trong văn phong hoành tráng thường thấy trong tất cả các diễn văn của các chính khách. Các phụ tá khổ công nặn óc viết những câu cho thật kêu, nổ hơn pháo Tết, nhưng cũng như pháo Tết, sau đó chỉ còn là một đống xác pháo phải quét mệt nghỉ. Tiếp đến là tin câu chuyện bên lề Đại hội Đảng Dân Chủ. Cánh cấp tiến cực đoan của Đảng Dân Chủ đang bất mãn lớn. Các tai to mặt lớn của khối này như cụ ông xã Nghĩa Sanders, cụ bà xã Nghĩa Warren, cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez đều cho nói rất ngắn, mà lại bị nhét vào những giờ phụ ít người coi, nhất là cô OAC chỉ được nói đúng 60 giây đồng hồ, trong khi họ khiếu nại đã có quá nhiều ông bà Cộng hòa phản đảng được đưa lên nói lâu hơn nhiều, như cựu tướng Colin Powell, cựu thống đốc Ohio Kasich, cựu thống đốc New Jersey Christine Whitman. Cụ Biden có ý câu cử tri độc lập mà dẹp cử tri trực cực tả qua một bên. Cái nguy là khối trẻ cực tả sẽ tẩy chay cụ như đã tẩy chay bà Hillary năm 2016, khiến cho bà bị đại bại. Vấn đề nóng bỏng nhất nước hiện nay là các phong trào bạo loạn đang phá nát Seattle, Portland, Chicago, New York, v.v. Từ 3 tháng qua, vậy chứ trong 4 ngày đại hội đảng, tuyệt nhiên không có một diễn giả nào dám hó hé một câu về chuyện này. Làm như những bạo loạn đang xảy ra tại Congo, chứ không phải ở Mỹ vậy. Toàn thể Đảng Dân Chủ làm đà điểu vùi đầu dưới cát, chối bỏ thực tế, hèn. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm. Phương Thanh mời quý vị bấm vào nút subscribe cũng như là nhấn vào chuông để có được những chương trình mới. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Listen up. It's time to make America great again.